hoặc là chúng ta để thống kê một vật liệu đây nhé. Cái vật liệu chúng ta sẽ vào view này, casual này. Mọi người nhìn thấy chữ material thích hợp không, chọn này này, mọi người chọn cho tôi đây, thống kê đây đang là multi đúng không, nó là các bộ môn đấy, ví dụ multi quốc này. Ok, thì khi ra đây bạn sẽ thấy là cái multi này nó sẽ có những cái gì, mình sẽ thống kê được cái gì là material, tên vật liệu. À, đây là mình thống kê toàn bộ những cái tên vật liệu ở trong gì, ở trong dự án này. Tên vật liệu này, diện tích vật liệu này, cái phần paint này, phần sơn này, code này, description này, mô tả này. Đấy. Thì ví dụ đây nó có level này, nó có hết tất cả số lượng này, đơn giá này nhiều lắm, địa chỉ rồi là rất nhiều thứ, thể tích này. Đấy nha. Ok. Bạn sẽ thấy ở đây concrete này, mã bê tông này. Mọi người thấy đây là MTA là bê tông cốt thép không? Đúng không? MTA nó đuôi là 401 đúng không? Là bê tông cốt thép đúng không? Bạn thấy không? Còn đây là gì? Vữa chát xi măng này, gạch đất nung này, còn đây là nhôm này, tất cả các thể loại. Thế là filter thôi. Nên các bạn đặt mã chuẩn thì các bạn làm sao? Chọn chuẩn luôn. Material tên bằng con chuẩn luôn, MTA 401 này. Thấy không? Đây là diện tích và đây là thể tích. Thế đây là toàn bộ khối tích của bê tông cốt thép đặt vào vật liệu ấy. Đặt vào đấy thì ra chọn formatting này. Ừ. Này. Bạn sẽ thấy là bao nhiêu? 53,02 mét khối. Đấy. Đúng chưa? Còn các bạn cái vấn đề là cho level tầng nào thì chúng ta có thể là filter, chúng ta có thể là grouping cho lọc theo gì? Lọc theo level, tích vào heat này. Ok. Thì nó sẽ chia ra cho chúng ta là móng này, tầng 2 này, tầng 3 này là khối tích bao nhiêu. Thì khi mà vào đây ấy, chúng ta tích bỏ cái phần này đi, footing này. Ok. Thì nó sẽ ra cho ta là tầng 2 thì là 8,19. Đấy nhá, tầng móng ở đây với 1,33 thì vấn đề nó đang bị sai ở đâu? Hiểu không? Cái phần này nó còn đang chưa nằm ở tầng nào này. Những cái này chưa nằm ở tầng nào này, ví dụ như cái này này. Vật liệu này chưa nằm ở tầng nào, tôi chọn đây nó rất nhiều này. Thì tôi high in model, tức là tôi sẽ check vào trong model thì tôi sẽ biết đây nó chính là cái gì. Máy. Đúng không? Đấy. Vật liệu máy thì nó sẽ tách riêng ra. Đấy. Chọn đây này. Ví dụ như cái này chẳng hạn. High in model. Thì bạn sẽ thấy đây là cái gì? Đây là cái dầm của phía tầng mái ấy. Thì toàn bộ đây là cái gì? Là phần mái. Đây này. Level tầng mái. Đây là móng. Móng thì tôi đang thấy đây là móng này. Level đây này. Còn những cái vị trí này tôi không biết là ở đâu. Nó là phần mái. Thì cái này chúng ta có thể đều tìm thấy được. Ví dụ như cái này nó ở tầng, ví dụ như tầng móng của chúng ta, các bạn sẽ thấy đây. Thống kê bằng vật liệu cũng được, còn tất cả cái thống kê kia là mình thống kê bằng cấu kiện. Nó có hai loại thống kê. Thống kê bằng cấu kiện và thống kê bằng gì? Bằng vật liệu. Thì các bạn sẽ thấy cái vật liệu này làm sao? Nó đang là không đúng. Nhưng còn khi các bạn chọn đây. Đây, vật liệu này nó không đúng. Bởi vì là nó đang là instant mà. Chọn đây. Như bạn chọn đây. Đây. Chuyển nó về là cái gì? Edit chuyển nó về là try. Ok. Load into project. Chọn đây. Rồi edit try. Cái này nó sẽ là gì? MTA. Nha. 401. Đầu 4. 401 bê tông cốt thép này. Ok. Ok.
Cái dầm này thì sao? Đây. Đấy, nó không đúng, chẳng hạn là mình tự kiểm soát được cái việc là sao khối lượng nó ít thế, mình làm nó còn check theo kinh nghiệm đấy. Đây. Mọi người sẽ thấy phần móng nó sẽ tăng lên ngay là 16 phẩy bao nhiêu khối này. Được nhá. Nó phải tầm khoảng 20 khối, nhầm 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 cái nhà ấy ra ấy. Bạn hiểu không? Đây là mình làm nhiều kinh nghiệm ấy. Nên cái này nó cũng là check lại. Nhưng vấn đề với điều kiện các bạn sẽ thấy là phải làm sao? Phải đặt tên vật liệu là chuẩn này. Mã vật liệu là chuẩn này. Đúng không? Cái hệ thống các bạn này chuẩn. Không thì các bạn không thống kê được ra là chuẩn. Rồi, thống kê vật liệu rồi, thống kê cấu kiện rồi, thống kê các thứ rồi. Mọi người hiểu vấn đề thống kê đúng không nhỉ? Thì nó sẽ chỉ có mấy bảng đây thôi mà. Bảng đầu tiên là filter là bảng lọc. À là bảng đầu tiên là bảng fill là bảng đưa tất cả các cấu kiện này sang bên này. Bảng thứ hai là filter là bảng lọc. Nó lọc filter bởi cái gì? Nha, nó có công cụ đây là bằng là do not equal là gì? Không bằng. Ngược lại của bằng là không bằng. À, đây là gì? Lớn hơn hoặc bằng. Đấy nha. Đây, lớn hơn, đây là lớn hơn. Đây thì là lớn hơn hoặc bằng. Đấy, đây là nhỏ hơn, đây là nhỏ hơn hoặc bằng. Đây là ký hiệu cuối. Đây là không phải là cái ký hiệu đấy. Ví dụ như là tôi đang để là MTA 401 thì nó sẽ là ký hiệu là constant. Nhưng mà do not constant là không phải là cái ký hiệu đấy. Loại trừ khỏi ký hiệu đấy. Có nghĩa là khi chọn đây thì nó sẽ còn lại cái phần ngược lại. Hiểu không? Các bạn sẽ phải hiểu là trong đây nó đủ hết cái filter này, nó các bạn làm này thì kết thúc bằng chữ gì? Bắt đầu bằng chữ gì? Các hiểu ý tôi không nhỉ? Trong đây nó có đủ hết các cái lọc. Tiếp tục grossing là sort by thì chúng ta lọc bởi cái gì? Đây là theo thứ tự này. Header nó sẽ ngăn cái phần là gì? Phần level. Đây, tách ra. Còn tiếp tục ở đây, nếu mà chúng ta chọn là first thì đây nó sẽ là lớn hơn hoặc bằng, còn nếu very instant thì nó sẽ dồn lại hết theo thứ tự. Chọn tiếp bằng tên vật liệu. Đấy. Thì nó sẽ có tên vật liệu và nó sẽ dùng lại là đây nó có số lượng luôn. Ví dụ như gạch đất nung số lượng là 36, thể tích là 104,39 m3. Đấy. Ta sẽ có luôn các phần diện tích vật liệu hoàn thiện như này. Nha. Thì khi chúng ta làm với bảng này ấy, mà chúng ta làm sạch ấy, thì đồng nghĩa đây là gì? Là bảng vật liệu hoàn thiện đấy. Mình chọn đấy. Từ lúc concept luôn. Đúng nhá. Để thay đổi cái này cái thì hồ sơ nó cũng thay đổi, sau này tác cũng thay đổi theo. Nha. Nó sau này nó có tác material. Ví dụ như đây các bạn chưa thấy một cái nó là một cái nó sẽ là một cái thoái mát. Thoái mát này. Ok. Nó là cái ký hiệu ấy. Ví dụ như là sau này tôi muốn ký hiệu cái thoái mát. Ví dụ như là default group là cái máy này. Tôi ghi là RF1 chẳng hạn. Đúng không? Ok. RF1 thì các bạn sẽ về mặt bằng máy này. Máy này. Bạn dùng lệnh TG, lệnh tag này. Cái máy này chưa có ở đây. Chưa có thì ta phải insert. Annotation này. Thì tất cả liên quan đến việc tag nó sẽ nằm ở đây hết. Group tag này grid hết này. Showing group. Không có. Rồi tìm cái khác nhanh. Ở đây là vật liệu, đây là vật liệu ngói chẳng hạn.
liệu ngói. Ok, ta về mặt đồng mái này. Bạn có tab material này, annotation này. Có tab material, bạn kích vào đây, bạn đưa ra đây, đưa này, nhớ chọn đây này, nó cái thanh tag này, nó đang là mô phỏng, mình có thể chọn ở đây, nó không phải description nhé, description là nó là mô tả về cái tag material này, thì vấn đề là trong cái mô tả này chúng ta đã có chưa, mô tả của bảng này này, thì cần thêm mô tả vào này thôi, ví dụ như là cái đấy nó đang là gì nhỉ? Ngói đúng không? Đúng không? Thì ở đây mình chưa có description đúng không? Vào đây mình chọn ở đây là cái gì? Description đấy, mô tả đây. Đây. Ví dụ mình chọn đây là mô tả đây là gì? Ngói đỏ Hạ Long nhỉ? Ví dụ như vậy. Ok. Mình mô tả đây thì các bạn sẽ thấy ở trên mặt bằng của cái gì? Mặt bằng mái này. Này vẫn chưa thay đổi à? Cái này là description của material. Material. Đây, material description này. Đây, phần này. Đấy. Các bạn lên tầng gì mái này và như thế này nó có chữ ngói đỏ Hạ Long thì sau này nó sẽ link theo theo nhau ấy các cái mã vật liệu của nó, ví dụ như các bạn sẽ thấy ở đây ví dụ như là sơn giả đá đây chẳng hạn, mình sẽ nhập đây là sơn giả đá đúng không, đấy như đây là đá đá ốp nhân tạo này. Đấy. Thì ví dụ như sau này trên mặt đứng này hoặc là mình đặt mã cho nó thì các bạn sẽ thấy sau này ở trên mặt đứng này, các mặt đứng ở công trình ấy, elevation này, đây, bạn sẽ thấy đây thì nó sẽ có tab material, mình chỉ cần kích vào đây này, đưa ra đây này là cái bảng này, hoặc là sau này mình sửa cái bảng thống kê ấy, là cái này ấy thì là toàn bộ là cái hồ sơ nó cũng nhảy theo ấy.